Vâng, xin chào mọi người nhé. Mọi người có thấy gì không ạ? Đây, chén cao su nó rất là dơ này. Đấy, rất là dơ luôn. Và rửa mấy cái chén này cực kỳ khó luôn nhé, nếu mà chúng ta không biết cách rửa nhé. Thế bình thường mọi người ấy, thì mọi người thường là thu chén trong vườn về là mình ủ trong một cái bàn như này này. Mình mua chất tẩy rửa chứ ở cái tiệm vật tư về ấy, mình bỏ bồn nước như vậy và mình ngâm, mình bỏ hết tất cả các chén chén vô ấy, mình ngâm trong cái bồn như này. Đấy thì thường mình người nông dân mình thì ngâm khoảng một tuần sau mình đem rửa, mà thấy người nông dân mình thấy là rửa rất là khó khăn luôn. Rửa mà mình kỳ cọ mất rất nhiều thời gian, một ngày mình rửa cũng chẳng được bao nhiêu chén nữa. Mà hôm nay mình chỉ cho mọi người một cách là mình rửa chén cao su mà không, vẫn ủ như này thôi, nhưng mà mình thay bằng đó là mình ủ trong bịch này. Đấy, mọi người nào. Bịch này rất rẻ thôi, ngoài tiệm mình có 5.000 một bịch thôi. Mình cái này bỏ chi phí khoảng 20.000 đi, 4 cái bịch đi mình ngâm. Ngâm với số lượng chén thì tùy từng nhà, có nhà nhiều nhà ít. Còn bình thường một bịch này mình ngâm được khoảng 70 đến 80 cái chén cơ. Đấy, thì vẫn bằng cách bình thường như mình thôi, mình vẫn dùng cái chất tẩy rửa, rửa vệ sinh chén cao su ở ngoài tiệm vật tư về. Mình mua về là mình bỏ vào bịch như này, mình xếp vào bịch đây và mình bỏ nước xuống, mình bỏ cái chất tẩy rửa xuống. Đó, rồi mình cột cái bịch lại lại. Mình ủ trong vòng 2 ngày. Đó, mình ủ trong 2 ngày có thể bỏ ra mình rửa. Đấy, mọi người theo. Rửa rất dễ dàng này. Đấy. Rất dễ dàng luôn. Mọi người theo. Đấy. Rất dễ dàng luôn. Với cách này ấy, thì cái số lượng chén của mình ấy, 1.000 chén mình rửa trong vòng 1 ngày thôi. Có thể 2 người, cũng có thể 1 người được. Mình rửa trong vòng 1 ngày này, mình ngâm trong 2 ngày. Nếu mà mình muốn dễ hơn thì mình ngâm trong 3 ngày. Bỏ 1 ngày rửa nó là mất 4 ngày. 4 ngày mình rửa 1.000 cái chén. Thay vì mình ủ trong đây mà mình ủ 1 tuần lễ mà có khi mình rửa không hết.